Trần Nhật Phong trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình Houston Nhật Ký, phát hình và phát thanh trên Facebook và YouTube của Phong từ Nam California, 5:30 giờ California, tức là 7:30 giờ Houston, Texas. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe các bài chia sẻ, nói chuyện và phân tích của Phong trên tinh thần chủ quan của Phong cho các cái đề tài thời sự hàng ngày. Và trong cái đề tài thứ nhất thì Phong đã có đề cập đến cái và sự cương quyết của Tổng thống Donald Trump trong cái hội nghị G20 diễn ra vào ngày thứ 6, tức là ngày 30 tháng 11 và kéo qua ngày thứ 7, và những cái nghị trình mà các lãnh tụ của thế giới, 20 lãnh tụ của thế giới có thể thảo luận đến, và trong đó thì gồm có những ai tham dự, rồi diễn ra tại đâu và như thế nào, lịch trình ra sao, thì Phong đã đây đưa đầy đủ thông tin để cho các bạn thấy. Và nhờ mỗi một lãnh đạo quốc gia tham gia với một cái mục đích riêng của mình như thế nào, thì Phong cũng đã nói sơ qua cho các bạn nhìn thấy để các bạn nắm rõ được những cái thông tin trước cái thềm của hội nghị G20 diễn ra tại Argentina, tiếng Việt mình gọi là Á Căn Đình, cái thủ đô là Buenos Aires, nơi mà người Việt Nam biết nhiều nhất là tại vì đây ở đây sở hữu một cái đội bóng đá gần như là nhất nhì trên thế giới, chỉ sau Brazil. Thì các bạn, đó là một trong những cái thông tin và những cái phân tích liên can tới cái hội nghị G20. Và bây giờ thì chúng ta trở lại với tình hình tại Việt Nam. Có gì lạ các bạn? Thì cái chuyện mà Phong đưa ra thì các bạn đã biết trên báo mấy ngày rồi. Nhưng mà câu hỏi mình đặt ra và mình đưa vào phân tích để cho các bạn thấy là cái độ bựa của cái những kẻ cai trị các bạn ở Việt Nam như thế nào, và những kẻ mày đã trục lợi như thế nào. Các bạn, bản tin của tờ Thanh Niên: cao tốc 34.000 tỷ, tức là hơn 1,5 tỷ Mỹ Kim, lúng kỹ thuật hay kém chất lượng? Đó là câu hỏi của tờ báo này đặt ra. Và ở đây thì các bạn thấy một số hình ảnh của cái cao tốc mới ở đây, là cái cao tốc từ Đà Nẵng Quảng Ngãi nha các bạn, bị sụp lúng ở số đầu cống, chuyện gì xảy ra? Và trong đó thì họ cho thấy hình ảnh của một số những cái sụp lúng đây các bạn, và bị bể đây. Và các bạn nhìn thấy ở trong đây là xuất hiện những cái vết nứt, rồi họ đi tìm và khắc phục, gọi là đi tìm hiểu cái nguyên nhân và khắc phục. Đó là trên cái tờ báo Thanh Niên ngày hôm nay. Các bạn, như tôi đã nói với các bạn, bất cứ một quốc gia nào trên thế giới khi mà bắt đầu chính thức phát triển quốc gia thì cái việc đầu tiên hết là phải phát triển tất cả những cái hạ tầng cơ sở cần thiết. Và vì phát triển cái hạ tầng cơ sở này thì đa phần vay vốn là từ những định chế tài chính trên thế giới. Trong đó thì Phong đã từng nhắc với các bạn là cơ quan IMF, tức là Quỹ Tiền tệ Quốc tế, rồi World Bank, tức là Ngân hàng Thế giới, hay là ADB, Ngân hàng Phát triển Á Châu. Đó là những cái nơi mà cộng đồng quốc tế, mà những cái quốc gia đang phát triển hay những quốc gia nghèo khó lạc hậu thường xuyên vay tiền để xây dựng những cái hạ tầng cơ sở, vì đó là cái điều căn bản đầu tiên để xây dựng và phát triển một quốc gia. Thì ở những quốc gia khác, người ta rất thận trọng, tại vì khi mà người ta xây dựng như vậy thì người ta biết rằng là cái tác động của cái việc xây dựng này nó ảnh hưởng những thế hệ sau như thế nào. Do đó họ xây dựng rất là cẩn thận và họ không dám đụng vào những cái số tiền gọi là chấm mút ở trong đó. Mặc dù ở những quốc gia, có những quốc gia đã có nạn tham nhũng khá nhiều, nhưng mà tham nhũng ở ngành nào thì tham nhũng, người ta chưa đến nỗi vô lương tâm tham nhũng ở những cái ngân sách này dành cho hạ tầng cơ sở, tại vì nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều cho những thế hệ sau và đời sống xã hội ở những thế hệ sau. Lý do tại sao? Tại vì nếu như mà không xây đàng hoàng, không xây tốt và không có cái độ bền vững lâu dài, thì thứ nhất là mật độ dân số ở những cái khu vực đó sẽ mỗi lúc một đông hơn. Và khi mật độ dân số đông hơn thì nó sẽ xảy ra nạn kẹt xe, rồi nó gây hư hại, rồi những cái hệ thống thoát nước và những cái hệ thống dẫn nước, dẫn điện, dẫn ga dọc theo những cái cao tốc này, dọc theo những con đường này cũng sẽ bị ảnh hưởng rất nặng nề, và nó gây thiệt hại cho những thế hệ sau khi mà có những vấn đề xảy ra, động đất, bão lụt, vân vân. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cái chất lượng của những cái con đường. Thông thường người ta xây dựng cái chất lượng của con đường đó tối thiểu phải 50 năm, 100 năm. Tại vì cái nhựa đường hay tất cả mọi thứ, vì họ phải đo đạc, họ phải điều nghiên địa lý dọc theo cái con đường họ xây, họ nghiên cứu cẩn thận để họ không gây ra những cái lỗi lầm mà nó có thể ảnh hưởng trong tương lai. Nhưng mà tại Việt Nam thì nó khác. Tại vì
vốn vay từ nước ngoài để mà xây dựng hạ tầng cơ sở, thì cái chính quyền cai trị, những kẻ đang cai trị các bạn có cái sự tham lam là thứ nhất, và thứ hai là có cái sự gọi là ích kỷ ngu dốt ở trong đó. Tại sao tôi gọi là tham lam? Nó có hai vấn đề ở đây: vấn đề ở trên mặt bàn và vấn đề dưới gầm bàn. Trên mặt bàn là khi vay vốn của Nhật Bản, vay vốn của World Bank, vay vốn của ADB, vay vốn của IMF, thì họ vẫn lấy danh nghĩa là xây dựng hạ tầng cơ sở để mà phát triển kinh tế. Thì với những lý do này thì đương nhiên là họ sẽ được nộp đơn vào. Nhưng mà tham lam ở chỗ này là khi những con đường đó xây mà được vẽ ra đẹp ngon lành á, thì lại họ muốn đặt những trạm BOT thu lệ phí. Tôi chưa nói đến những cái người mà tư nhân bỏ tiền lấy lệ phí nha các bạn, mà là vay vốn của những nơi này và còn muốn thâu tiền của người dân nữa. Thì cái đó là cái sự tham lam, tôi gọi là trên mặt bàn. Nhưng mà hầu hết là đều bị bác bỏ. Hầu hết đều bị bác bỏ. Tức là những nơi này cho vay vốn với phân lời thấp để mà xây dựng hạ tầng cơ sở, nhưng mà không được phép thu lệ phí đối với người dân. Những định chế tài chính này không cho. Chính vì vậy mà họ lơ lơ là, tại vì không thu tiền thì làm sao mà có cái tiền bỏ túi hàng tháng. Họ lơ lơ là và quay cuối cùng thì ra tới cái hiện tượng tiêu cực thứ hai là dưới gầm bàn. Không cho ăn được hàng tháng thì mình ăn trên cái ngân sách có. Và ăn bằng cách nào? Họ đưa ra những cái bản đấu thầu rất đẹp, họ đưa ra những cái bản vẽ rất là đẹp, nhìn thấy là thấy gọi là impress liền, tức là nhìn thấy là thấy thích liền. Nhưng mà trên thực tế, bản vẽ được đưa ra xong đó thì giữa đường bắt đầu khởi công đó là họ bắt đầu chấm mút. Họ chấm mút bằng cách là họ bản vẽ thì có nhưng mà rồi họ không làm. Họ mướn nhà thầu con làm. Họ chặt một khúc ở trên. Quan chức chặt một khúc rồi, tới nhà thầu chính á, chặt một khúc nữa, rồi giao cho nhà thầu con, rồi nhà thầu con cũng không làm, giao thêm cho nhà thầu con ở dưới nữa, chặt khúc thì cuối cùng là gì? Cái ngân sách nó không còn nhiều. Thì lúc đó thì cái nhà thầu cuối cùng mà thực hiện cái dự án này đó, họ chỉ nhận được cái ngân sách có bao nhiêu đó, họ muốn kiếm lời thì họ phải thay đổi nguyên liệu. Và khi thay đổi nguyên liệu và thay đổi cái thước tất, ví dụ như cái độ dày, tôi nói là cái độ dày của cái nhựa đường đi. Tôi nói ví dụ như là họ dự tính là 12 inch, tức là 1 feet đi. Tức là khoảng 30 cm của Việt Nam đi. Ok, 30 cm đó. Thì bây giờ họ cắt xuống còn 15 cm thôi. Tức là nửa nửa feet thôi, 6 inches thôi, cỡ này thôi. Thì với những cái chiếc xe mà trọng tấn lớn mà đi ngang mà mới cái nhựa đường mà nó chỉ có một khúc như vậy thôi á, thì chắc chắn rằng cái đất mềm ở dưới nó chịu đâu có nổi. Nó phải bị sụp và nó bị lún thôi. Thay vì cái độ dày người ta cần thiết để mà chịu đựng được những cái chiếc xe mà có nhiều tấn chở hàng nặng vân vân và vân vân, thì cái độ dày của nó là khoảng 1 feet, nó dày lên như vậy thì nó mới chịu nổi. Thì bây giờ nhà thầu con nó muốn có lời, mà bây giờ muốn dùng đúng nguyên liệu á, thì nó chỉ có nước là cắt xuống còn có 6 inches thôi. Còn nếu mà cho nó làm 12 inches, bắt nó làm 12, đủ 12 inches, tức là 1 feet á, thì nó thay đổi nguyên liệu. Thí dụ trên nguyên tắc là dùng nguyên liệu xi măng của Nhật Bản, mà xi măng của Nhật Bản thì ví dụ giá 100 đô cho một cái 50 pound đi, thì bây giờ nó mua của Trung Quốc thì có 50 đô thôi, cũng 50 pound, nó lời được 50 đồng. Và chính vì vậy mà các bạn thấy tất cả các cái dự án xây dựng đường phố của Việt Nam á là nó banh xác hết. Rồi á, bê tông cốt sắt, thay vì cốt sắt của người ta á, là mỗi một cây cốt sắt đi là nó có cái chu vi kích thước của nó là 1 inch, đúng không? Cái bán kính của nó là 1 inch, thì bây giờ các nhà thầu phải chơi còn nửa inch thôi, cũng có bê tông cốt sắt vậy nhưng mà nó mỏng hơn, nó nửa inch thôi, vân vân. Rất nhiều những cái chi tiết đó họ thay đổi hết, họ thay đổi hết. Thì cuối cùng các bạn thấy là mặt đường xây ra xong được một vài tháng là các bạn thấy ngay cái hệ quả. Thì cái cao tốc Đà Nẵng Quảng Ngãi này nó chỉ là một trong những cái ngữ cảnh đó thôi, một trong những cái ngữ cảnh mà đớp hít ăn chận của những quan chức trong Việt Nam và những nhà thầu trong Việt Nam. Tại vì họ thầu xong họ đâu có làm, họ giành đấu thầu bằng cách bằng quan hệ nhiều hơn. Rồi khi họ thầu được rồi cái họ đâu có làm, họ tự động họ chặt một khúc, ví dụ như là ngân sách 1,5 tỷ, đúng chưa?
1 tỷ rưỡi tức là một là nhiều lắm đó các bạn, 34.000 tỷ đồng, tức là khoảng 1 tỷ rưỡi Mỹ Kim mà. Thì họ chặt một khúc khoảng chừng 200 triệu thôi, họ bỏ túi. Rồi họ giao cho nhà thầu công muốn làm gì làm. Rồi nhà thầu công á lại chặt thêm một khúc nữa, 200 triệu nữa, rồi còn có 1 tỷ mốt. Rồi chặt xuống dần dần thì nó chỉ còn có một khúc thôi thôi. Nhưng mà cái này á là 1 tỷ rưỡi là con số sau cùng sau khi hoàn tất. Thật sự khi mà xây dựng con số này, nếu đưa con số này ra thì các định chế tài chính sẽ không cho vay. Các định chế tài chính sẽ không cho vay tại vì nó quá mắc so với tất cả, kể cả bên Mỹ luôn. 1 tỷ rưỡi mà xây một cái cao tốc như vậy là quá mắc. Các bạn thấy là nó đưa cái giá, tại sao nó đưa giá thấp rồi nó đội giá lên, đội 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 lên một hơi đó, lên tới 1 tỷ rưỡi là như vậy. Chứ thật sự cái con số đầu tiên đâu phải là 1 tỷ rưỡi. Cái con số đầu tiên họ đưa ra rất đẹp, trời ơi chúng ta được một cái giá rẻ nhất không ai bằng. Chúng ta được này được kia, đa số tính từ nhà thầu Trung Quốc. Là chúng ta có cái này cái kia hết. Thì là ok hết. Dân thấy con số ô, so với Nhật Bản, so với Mỹ, so với Nam Hàn thì rõ ràng con số này quá thấp. Đảng nhà nước giỏi quá, điều được hay quá, giá rẻ quá. Nhưng mà bắt đầu khi nhúng vô rồi, bắt đầu xây dựng thì bắt đầu bị đội giá, bị delay, tức là bị trì hoãn, đủ trò xảy ra hết. Và cuối cùng tới chung cuộc khi mà con đường được khánh thành rồi đó, thì cái giá gấp 3 lần, gấp 2 lần so với Nhật Bản, so với Hoa Kỳ, so với Âu Châu. Bất cứ một cái dự án nào trong Việt Nam cuối cùng tới chung cuộc khi mà khánh thành rồi á thì cái giá lên trời hết. Cái giá lên trời hết. Các bạn thấy rõ ràng đây là cái trò mà ma mãnh của những quan chức phối hợp với những công ty thầu ở trong nước và một số công ty ở nước ngoài. Đừng nói là công ty nước ngoài là tốt hết. Họ đến họ chỉ cần kiếm mối thôi. Mà có mối mà nếu mà thỏa hiệp được để mà kiếm lợi trục lợi thì họ làm. Đương nhiên có những công ty rất là nghiêm túc tại vì họ giữ uy thế cho công ty của họ và cho cái mặt mũi của quốc gia họ. Họ không làm ẩu. Họ không làm ẩu. Họ không có tham những cái tiền đó. Nhưng mà có những công ty mà thậm chí là bên Nam Hàn cũng có nữa. Rồi bên Ấn Độ cũng có nữa. Rồi Trung Quốc thì khỏi nói rồi. Trung Quốc là coi như 100% là các nhà thầu của Trung Quốc là toàn là bựa hết. Thì các bạn thấy đó là lý do tại sao mà bất cứ một cái dự án nào của Cộng sản xây ra, của những kẻ cai trị các bạn xây ra, không lún mặt đường thì cũng là bê tông cốt tre, không bê tông cốt tre khui ra thì xóm nằm ở trong, rồi thay đổi bản vẽ, thay đổi đủ thứ hết để kiếm cách trục lợi. Để kiếm cách trục lợi, các bạn thấy rõ chưa? Thì tất cả nó xảy ra trong nhiều năm rồi. Và các bạn nghĩ đi, các bạn thấy lại cái đường phố của Sài Gòn, kể cả Hà Nội luôn, người Pháp xây dựng cho chúng ta ngày xưa như thế nào, tới bây giờ vẫn kiên cố, vẫn vững, 100 năm hơn rồi mà có bị gì đâu. Trong khi cộng sản nhúng vô xây thì tà le hết rồi, xây chỗ nào hư chỗ đó, xây chỗ nào là banh xác chỗ đó, được 1-2 năm đầu khoe khoang, trời ơi đây là niềm tự hào của Việt Nam, bla 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 bla, vài năm sau nó nứt, nó lún, nó tùm lum hết rồi, bắt đầu đổ lỗi, bắt đầu đổ trách nhiệm, bắt đầu rồi cái đổ qua đổ lại hơi cái thành bùng quên mẹ hết, không ngoại nhớ gì hết, tại vì có chuyện khác xảy ra rồi, coi như bà con quên chuyện này ngó qua chuyện khác, và nó lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại trong nhiều năm. Cái này các bạn thấy rõ cái bản chất của những kẻ cai trị. Cái bản chất của những kẻ cai trị là gì? Là họ không có trách nhiệm và họ cũng không muốn chịu trách nhiệm nữa. Họ chỉ muốn ngồi cái ghế đó chấm mút 3 năm 5 năm rồi nhảy qua cái ghế khác chấm mút tiếp thôi. Họ không hề có một cái trách nhiệm nào cả. Đó là chưa kể những cái trò mà lợi dụng cái chức đó còn cho bà con thân thuộc để nha, lấy mấy cái mối thầu ngon xong rồi giao lại cho người khác làm. Chưa nói tới những chuyện đó. Mà tôi chỉ nói là cái giá trị thôi. Bây giờ các bạn nói cho tôi nghe đi. Có một cái giá trị nào của Cộng sản xây mà tồn tại được 20 năm không? Hay mới có vài năm là nó banh xác hết rồi. Nó đủ kiểu xảy ra hết rồi. Trong khi người Pháp xây dựng cho chúng ta cả 100 năm vẫn sử dụng bình thường những mặt đường ở Sài Gòn, những cái nhựa đường mà họ đổ lên ở Sài Gòn, nó vẫn ngày hôm nay các bạn vẫn lái xe mỗi một ngày. Các bạn vẫn lái xe mỗi một ngày, nó có bị gì đâu. Mà trong khi Cộng sản á, những kẻ cai trị các bạn á, xây dựng cao tốc, xây dựng những con đường khác á, thì cứ mới sử dụng có vài năm là bắt đầu có vấn đề. Rồi đổ thừa tại mưa nhiều, đổ thừa tại xe nặng quá. Các bạn có thấy nó dốt ở cái mức nào chưa? Ở bên Mỹ đó, tôi kể các bạn nghe, xây một cây cầu
Nếu như mà cái ngân sách xây cây cầu nó thấp thì họ chọn những nhà thầu và họ chọn cái loại cầu có thể chịu đựng được cái mức độ nào, và họ treo cái bảng ngay trước cầu là xe nặng bao nhiêu tấn không được phép qua cầu, là vì cái cầu đó không chịu nổi. Xe nặng cỡ nào được qua cầu, xe nặng cỡ nào không được qua cầu. Còn những cái cầu mà nó có thể chịu đựng được tất cả các loại xe thì nó khác. Đương nhiên cái giá thành nó cao. Thì họ làm đâu ra đó rõ ràng lắm, đâu bên nhà thầu bên Mỹ đâu có đổ thừa kiểu mà tại vì xe nặng quá hay là tại vì mưa nhiều quá cho nên là nó làm cho hư hại cái cầu. Các bạn có thấy có một cái đất nữa, có một cái quốc gia nào mà có những cái lý do mà vớ vẩn như vậy hay không các bạn? Tất cả đều là những cái trò hoa mỹ bịp bợm. Tại vì sao mà họ dám nói như vậy? Tại vì cái cơ quan truyền thông mà gọi là báo chí đó, là cái công cụ tuyên truyền của đảng, họ không được phép đi ngoài những cái chỉ đạo của ban tuyên giáo, cho nên họ chỉ đăng cái phần của quan chức, họ phân cái phần của nhà thầu thôi, chứ họ đâu có đăng những cái phần mà của người dân cho những cái vấn đề gọi là nhạy cảm này. Cho nên là mấy quan chức là chỉ được cô nói một chiều thôi, muốn nói gì nói, muốn nói chỉ con gà nói con vịt thì ai cũng phải tin hết, chỉ con gà nói con vịt ai cũng tin hết, bởi nó đưa ra những cái lý do rất là vớ vẩn mà người dân họ đọc vô không, họ đã cười thúi mũi, họ đã bật cười chửi thề rồi mà nó vẫn trơ trẽn nó phát biểu trên mặt báo như vậy, tại vì nó tin rằng là lời nói nó không có ai phản biện hết. Tại vì báo chí trong nước đâu có cho phản biện đâu, ví dụ như ở trong cái bản tin này đi các bạn, nó đổ thừa là gì? Nó đổ thừa là kỹ thuật khó biết được là kỹ thuật lúng này bị cái gì. Nếu mà phản biện chỉ cần một bài báo của một người chuyên môn họ viết lên, tôi là cái người không phải là chuyên môn ngành xây dựng mà tôi còn ít nhất một số kiến thức về xây dựng đây, thì đừng nói những người chuyên môn, họ chỉ cần vạch ra một đống lỗi lầm rồi họ coi lại cái bản vẽ original, tức là bản vẽ nguyên thủy đó, là họ cho biết ngay là tại sao vậy liền. Nhưng mà báo chí Việt Nam đâu cho phản biện kiểu đó. Phản biện kiểu đó có nghĩa là lột trần truồng mấy ông quan chức rồi, tức là mấy ông quan chức vô trách nhiệm, chỉ biết ngậm tiền thôi, chuyện ai làm gì mặc kệ. Lúc đó nó sẽ truy ra ai cho phép thay đổi bản vẽ, đúng không, ai cho phép thay đổi nguyên liệu, ai cho phép thay đổi cái thước tất, nó truy ra một lúc nữa đó. Thì là lúc đó là tại vì thay đổi phải có người cho phép chứ, đâu phải khơi khơi thay đổi, các quan chức hết, các quan chức hết. Và lúc đó thì hồi đó quan đó tiền nhiệm bây giờ ổng về hưu rồi hay là ổng chết rồi, bây giờ kiếm ai đây, hay là bây giờ ổng đã lên trên bộ chính trị rồi, mình muốn gì đi kiếm ổng hỏi đi. Các bạn mấy quan chức tại tại chức nó sẽ nói như vậy thôi, tại vì dự án lúc mà lên nhận chức là dự án đã xong rồi, bây giờ xảy ra vấn đề trong cái nhiệm kỳ của các quan chức này thì nó đâu phải trách nhiệm của tôi, lúc tôi nhận chức là cái cầu này sau xây xong rồi mà tôi bây giờ phải đi chữa lửa thôi, còn chuyện gì các quý vị hỏi mấy cái người tiền nhiệm á, hỏi người tiền nhiệm kẻ chết kẻ về hưu kẻ lên bộ chính trị, hỏi ai nữa. Đến đó báo chí ông cố nội báo chí cũng không dám đào tới nữa, đào tới nữa là mất luôn cái ghế, đào tới nữa là bạn hai tay bị còng vô tù vì cái tội bôi nhọ lãnh đạo. Các bạn, đó là thực trạng những kẻ cai trị tại Việt Nam bây giờ. Nó là thực trạng của cái ngành xây dựng tại Việt Nam. Đó là chưa kể những cái BOT. Những cái BOT á, chơi xỏ lá lắm. Mặt đường của người ta như vậy, nó vẫn good, nó chỉ có vài ba cái lỗ gà thôi. Ha, trải nhựa đường lên, lớp mỏng vậy thôi. Cỡ chừng inch 2 inch thôi, trải lên làm láng nhìn vô rất là đẹp. Chỉ cần đổ vậy thôi là coi như là đã có công xây dựng BOT, xây dựng đường rồi. Đặt trạm kiểm soát thu thuế, thu phí, trong khi nó chả làm gì hết á, đổ chút xíu nhựa đường vô thôi, tráng láng làm đẹp thôi, vài năm sau cái tự nhiên á cái mức độ đó bắt đầu nó lún xuống, nó trũng xuống này nọ đó là lại lại đổ thừa nữa lại đổ thừa nữa và nói là BOT này bỏ tiền ra, công ty này bỏ tiền ra, công ty bỏ tiền ra, cuối cùng thu thuế người dân, họ đâu có xây nguyên một con đường đâu, họ đâu có xây nguyên một con đường từ A tới điểm B đi, ví dụ như đây ở cái trục lộ ABCD đi, cái trục lộ nó vậy đi, xe nó kẹt quá nè, bây giờ xây thêm một cái BOT vòng qua bên đây để mà có
xe chạy qua đây, nếu mà nó xây hết nguyên cái đoạn này á thì nó có quyền thâu BOT cái đoạn này, tại vì nó bỏ tiền nó xây. Đằng này nó đâu có xây, hoặc là nó xây sơ sài thôi, xong rồi cái nó đặt trạm ngay cái con đường chính, nó xây BOT bên đây mà nó đặt trạm chỗ bên này để nó thâu tiền, mà nó được sự đồng ý của Bộ Giao thông Vận tải nữa. Thì các bạn thấy rồi, ủa anh xây con đường bên kia mà anh thâu tiền bên đây là sao? Anh đặt trạm không đúng chỗ. Nhưng mà giờ nó nói ồ đặt bên kia không ai đi hết, tôi làm sao thâu tiền? Tại vì sao không ai đi? Tại sao con đường đây để kẹt xe mà con đường đây trống anh sao không ai đi hết? Chả đâu có nhiều tiền sao không ai đi hết? Là vì cái con đường nó xây rất là ghê, rất là bừa. Nó xây cho có, nó xây lên cho gấp để là thu tiền thôi. Do đó đó, nó đâu có cần biết là cái con đường nó xây sẽ tồn tại được mấy chục năm. Rồi nó đặt trạm thu phí ngay trên quốc lộ luôn, ngay trên con đường mà người Pháp xây, còn nó thu phí. Ngày xưa người Pháp xây những con đường quốc lộ đó thì bây giờ người Pháp xây còn tao thu phí. Còn tao xây con đường kia ai muốn đi đi, không đi kệ cha tao bay. Tao chỉ muốn thu phí ở đây thôi. Các bạn, đó là cách mà các quan chức trong Bộ Giao thông Vận tải thông đồng với những kẻ BOT để xây dựng những dự án này, để làm gì các bạn? Hút máu các bạn đó. Cứ tài xế mà qua trạm là phải nộp tiền, tài xế qua trạm là phải nộp tiền. Mà những người mà có xe hơi con á, lâu lâu đi ngang lần thì không sao. Những người chở xe hàng chuyến á, thì mỗi tháng sẽ nộp tiền bao nhiêu cho một ngày cái lộ trình đi từ Đà Nẵng mà đi về tới Sài Gòn thôi. Thì các bạn nghĩ rằng là cái lộ trình đó sẽ đi ngang bao nhiêu cái trạm BOT và phải nuốt bao nhiêu tiền của họ, và lương của họ bao nhiêu để nộp những cái tiền đó, công ty của họ bao nhiêu tiền nhận cái nhận chuyển hàng như vậy để mà đóng cái tiền BOT. Nó trục lợi trên xương máu của những người tài xế, của những người ngành nghề vận chuyển, của những người dân. Và nó ngồi trong phòng mát lạnh, nó khui chai Chivas 21, Chivas 8, đúng không? Nó ngồi nó khui nó uống, nó nhậu, nó có gái bưng trái cây tới tận miệng. Nó ngồi nó hát karaoke, lính của nó ở dưới trạm thâu tiền. Còn quý vị các bạn là những người lái xe mà chở hàng đó, thì xanh mặt, cứ qua một trạm BOT là nộp tiền, qua một trạm BOT nộp tiền. Tới khi mà chở hàng tới nơi là tiền còn lại không còn bao nhiêu hết. Đã vậy rồi, mấy cái công ty mà chở hàng cũng ác lắm. Thứ nhất là ấn định thời gian để mà kiếm cớ trừ tiền tài xế. Thứ hai là gì? Lỡ bị phạt tài xế phải chịu trách nhiệm, họ không chịu trách nhiệm. Và thứ ba là gì? Tiền BOT á, là chia phần nửa, tài xế phải đóng nửa, họ đóng nửa. Thích thì làm, thích thì thôi, đi chỗ khác, ta kiếm tài xế khác vô. Các bạn thấy chưa? Tại vì mấy công ty đó bị vậy thì nó phải làm, nó phải làm cách đó nó mới sinh tồn được. Và các bạn nghĩ đi, nó ấn định thời gian mấy giờ phải có mặt để giao hàng, tài xế chạy bán sống bán chết luôn, chạy bất kể sinh mạng người ta luôn, ra tới là lao lên thôi. Là tại sao nó không giao hàng đúng hẹn thì coi như là nó bị phạt, nó bị mất tiền. Đó là những cái thực trạng nó xảy ra trong một cái xã hội mà tất cả mọi người đều đặt cái quyền lợi lên hết, cái quyền lợi tiền bạc. Những tên quan chức ngồi trên các cái ghế đó cũng là quyền lợi tiền bạc. Cái xã hội như vậy á, nó chỉ đẩy con người á, là ích kỷ, tham lam để sinh tồn. Nó không thể phát triển một cách khỏe mạnh được các bạn. Tại vì xã hội đó không có người có cái gọi là cái tâm để xây dựng một cái xã hội tốt đẹp. Mà những người lao ra xã hội chỉ muốn từ xã hội hút tiền, hút bạc về nhà của mình thôi. Và thủ ở trong nhà của mình thôi. Bởi vì nên cái xã hội đó là cái xã hội người ta gọi là cái xã hội bế tắc, một cái xã hội quái thai, một cái xã hội vô luật pháp. Còn ở những cái xã hội văn minh bên ngoài, các bạn thấy không, người ta lao ra xã hội, người ta đóng góp, người ta làm bao nhiêu tài sản cả một đời, đến lúc gần chết người ta quyên hết tài sản lại cho xã hội. Tại vì cái môi trường sống của họ và cái nền giáo dục của họ và cái tâm của những người quản lý đất nước và những người điều khiển đất nước, họ có cái tâm, họ làm sao để cho cái thế hệ sau sống thoải mái hơn, có một cái đầy đủ phương tiện hơn. Do đó họ, những gì họ làm hôm nay là cho mai sau. Ở nước ngoài các bạn thấy họ xây một cái con đường kéo dài cả trăm năm là chuyện bình thường. So với Việt Nam 5 năm, chưa tới 5 năm nữa là banh xác rồi. Thì các bạn thấy là gì? Là do cái xã hội, cái nền giáo dục nó dạy dỗ con người
là không phải chỉ có quyền lợi, mà họ dạy dỗ là cái gì bạn để, cái giá trị gì bạn để lại cho xã hội mới là quan trọng. Chính vì vậy mà những cái xã hội ở bên ngoài minh bạch rõ ràng này nó phát triển tuyệt đỉnh, nó phát triển tới mức mà cái trình độ dân trí nó cao, tại vì ai cũng khao khát để lại cái giá trị của mình cho xã hội. Còn ở Việt Nam thì họ không muốn để lại giá trị gì hết, họ chỉ muốn hút những giá trị của xã hội về làm giá trị riêng của họ trong gia đình của họ, mà giá trị của họ chỉ duy nhất có chữ tiền thôi, nó không có điều gì khác hết các bạn. Chính vì vậy mà cái xã hội đó càng lúc nó càng bị khi dễ, nó càng bị khinh khi của cộng đồng quốc tế. Và đó là lý do tại sao các bạn cầm cái passport Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam các bạn cảm thấy nhục nhã. Ok các bạn, đó là bài nói chuyện ngày hôm nay của tôi liên can tới cái cầu cái đường cao tốc 34.000 tỷ đồng, tức là hơn 1 tỷ rưỡi Mỹ Kim. Để rồi các bạn nhìn thấy chuyện gì xảy ra. Và từ cái hình ảnh này cho các bạn nhìn thấy toàn bộ cái thể chế cai trị các bạn và những kẻ cai trị các bạn nó tàn ác như thế nào, nó tham lam ích kỷ như thế nào, và nó cần phải được đào thải càng nhanh càng tốt như thế nào. Đó, còn quyền quyết định đào thải những kẻ này là nằm ở bàn tay của tất cả các bạn đang sống tại Việt Nam. Ok các bạn, chúng ta sẽ gặp lại sau, và Phong sẽ trở lại cùng tất cả mọi người trong chương trình Tinh Tông Học vào buổi sáng. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều, và chúng ta sẽ gặp lại sau.